Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Hita Fishing Tackle. Thì ngày hôm nay mình mới về một số cái mẫu Baby Dragon rất là nóng luôn, vừa mới về tới cửa hàng thì mình lấy ra review liền cho các bạn luôn. Thì cái phần action cũng giống như là cái những con nhái hơi khác thôi, là action nổi. Thì khi nào có clip action hoặc là đánh được cá thì mình sẽ bổ sung sau ha. Thì bây giờ mình sẽ review chi tiết thông số cũng như các cái phần bộ phận chi tiết ở trên con mồi cho các bạn xem trước. Ok, thì bây giờ thì bắt đầu thôi. Để đỡ mất thời gian thì mình có khui ra sẵn bốn cái con mồi đây. Thì ở đây mình có bốn màu, đó là màu cam, màu nâu, màu đỏ và màu xanh lá. Ok, bây giờ mình sẽ review chi tiết hơn để cho các bạn xem nha. Ở đây thì nó có phần lưỡi hai tiêu như những con nhái hơi khác. Và ở đây nó có thìa, hai cái thìa để thu hút cá nha. Và cái phần khóa rất là đặc biệt nè, là khóa chống xoắn. Khóa chống xoắn này thì khi mà cái thìa nó xoay á, thì nó sẽ xoay được nhiều vòng và nó không bị rối nữa. Rất là dễ thu hút cá. Và phần mắt rất là đặc biệt nè. Phần mắt được này lần này được cải tiến nhô lên để chống rối khi mà chống vướng vào những cái phần lưỡi nha các bạn. Rất là tiện lợi. Và phần khóa ở trên miệng để móc dây vô thì nó cũng là khóa chống xoắn luôn. Mình có thể xoay, cầm xoay nè. Xoay thì nó cũng vậy thôi, nó không có bị vướng. Ở đây cái phần chống xoắn nó giấu vô trong nên hơi khó thấy nha, nhưng mà nó là khóa chống xoắn á, cả hai đầu luôn. Ok, thì đơn giản chỉ là một số cái phần thông tin để mình giới thiệu cho các bạn hiểu thêm về con mồi Baby Dragon sắp tới mình sắp bán tại cửa hàng thôi. Và các bạn nếu mà muốn có mình review con mồi nào hoặc là giải thích thông số cũng như muốn xem action của con mồi nào thì hãy comment ở bên dưới. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video, hãy nhớ like, share và subscribe cho channel của mình nhé.